Sau khi kết thúc hợp đồng cá nhân với YG và bắt đầu hoạt động solo, mọi nhất cử nhất động của các thành viên Blackpink đều được các fan chú ý. Trong đó, Jennie và Jisoo có thể được xem là hai thành viên hoạt động sôi nổi nhất. Trong chương trình năm nay, Apartment 404 thu hút sự chú ý khi có sự tham gia của Jennie, Blackpink và dàn sao Jo Jae-suk, Cha Tae-hyun, Jang Se-chan, Onara. Thực tế, kể từ khi ra mắt đến nay, Jennie chỉ tham gia hai chương trình giải trí và cả hai đều do nhà sản xuất Jung Chae-min chỉ đạo. Do đó, việc nữ thần tượng trở lại với show tạp kỹ lần này cũng là một sản phẩm của PD Jung Chae-min khiến khán giả không quá bất ngờ. Nói về lý do có thể thuyết phục Jennie đến với Apartment 404, nhà sản xuất thừa nhận không có bất kỳ bí quyết nào đặc biệt. Theo như chia sẻ của Jung Chae-min, anh đã khá ngần ngại khi tiếp cận Jennie cho chương trình này. Nguyên nhân là do vào thời điểm đó, Jennie đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Bonping cùng với các thành viên. Tuy nhiên, sau khi được mời tham dự buổi concert cuối cùng của Blackpink tại Seoul, Hàn Quốc, anh đã có dịp trò chuyện lại với nữ thần tượng. Vì chuyến lưu diễn đã kết thúc nên tôi chỉ tình cờ hỏi cô ấy có muốn tham gia show tạp kỹ này không và cô ấy nói rằng rất hứng thú. Tôi đã gửi cho Jennie bản kế hoạch và tối hôm ấy Jennie gọi lại cho tôi và tiết lộ cô ấy rất thích. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô ấy đồng ý xuất hiện trong chương trình, PD nói tiếp. Nói về tính cách của Jennie với tư cách nghệ sĩ giải trí, nhà sản xuất cho rằng ngôi sao K-pop rất trung thực và có phần dịu dàng. Anh cho rằng sự trung thực với cảm xúc là một tinh thần tuyệt vời và đáng kể để tạo nên một chương trình tạp kỹ thu hút khán giả. Sau quyết định không tái ký hợp đồng cá nhân với YG, không chỉ Jennie mà cả chị cả Blackpink, Jisoo cũng hoạt động liên tục, duy trì được sức hút cá nhân của mình. Còn nhớ trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cùng các thành viên Blackpink vào hồi tháng 4 năm 2023, Jisoo đã chia sẻ cuộc phiêu lưu ở Barcelona trong vlog thứ 2 trên kênh YouTube cá nhân. Nổi bật với tính cách lôi cuốn và vui tươi của mình, chuyến ghé thăm cửa hàng bánh Churros Sureria San Roma tại Tây Ban Nha đã trở thành một khoảnh khắc tuyệt vời đối với người hâm mộ. Kể từ khi phát hành vlog, cửa hàng Churros này đã trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, đặc biệt là đối với khách du lịch Hàn Quốc. Sự nổi tiếng mới xuất hiện này đã dẫn đến hình ảnh hàng dài người liên tục xếp hàng dài chờ mua và sự chú ý đáng kể của giới truyền thông từ nhiều cơ quan báo chí Tây Ban Nha. Nhiều bản tin quốc tế đã thừa nhận tác động đáng kể của Jisoo, ghi nhận nữ thần tượng vì đã thúc đẩy nền kinh tế địa phương và mang lại sự nổi tiếng chưa từng có cho cửa hàng Sureria San Roma. Vào tháng 1 năm 2024, độ hot của cửa hàng bánh Sureria San Roma vẫn chưa hạ nhiệt đối với khách du lịch xứ Kim Chi, khiến họ quyết định mở rộng phạm vi hoạt động đến khu phố Gyeongnam Dong, Hàn Quốc và nhanh chóng thu hút hàng dài khách hàng háo hức chờ để được thưởng thức. Để đáp ứng nhu cầu quá lớn này, chủ sở hữu có kế hoạch mở rộng hơn nữa, giới thiệu thêm các gian hàng tại các trung tâm mua sắm và cửa hàng bách hóa lớn trên khắp Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 2 năm nay. Một chi tiết đáng chú ý đã gây được tiếng vang với người hâm mộ là bảng hiệu tại cửa hàng mới ở Hàn Quốc của Sureria San Roma là tấm biển tự hào tuyên bố. Vâng, đúng vậy, ngôi sao toàn cầu Jisoo của Blackpink đã đứng xếp hàng và ăn món bánh Churros này tại gian hàng của chúng tôi ở Barcelona.